ngày 21 tháng 7, Công an thành phố Tuy Hòa, Phú Yên cho hay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đã quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Tấn Thạch, 29 tuổi, ngụ xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo Công an thành phố Tuy Hòa, lúc 19h45 ngày 20 tháng 7, Nguyễn Tấn Thạch điều khiển xe máy chở ông Lương Ngọc Công, 50 tuổi, ngụ cùng địa phương, đến chốt phong tỏa phòng chống dịch COVID-19 trên đường Liên Thôn thuộc thôn Thường Phú. Lúc này, Thạch không đeo khẩu trang và tự ý điều khiển xe chở ông Công đi ra khỏi khu vực phong tỏa. Thấy vậy, lực lượng tại chốt phong tỏa chặn xe lại, yêu cầu Thạch đeo khẩu trang và không được đi ra khỏi khu vực phong tỏa. Tuy nhiên, Thạch không chấp hành mà bất ngờ điều khiển xe chở Công vượt chốt phong tỏa. Khoảng 5 phút sau, Thạch điều khiển xe quay lại chốt phong tỏa trên, tiếp tục lớn tiếng, đe dọa, chửi bới tổ công tác tại chốt và cầm một con dao tự chế đe dọa các thành viên trong tổ công tác đang trực chốt. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Bình Kiến, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tuy Hòa đã bắt giữ Nguyễn Tấn Thạch. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết vừa chỉ đạo Viện Kiểm sát Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các cơ quan tố tụng cùng cấp tiến hành điều tra, truy tố các vụ án chống người thi hành công vụ liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19, xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục, phòng ngừa góp phần phòng chống dịch. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về vlo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.